Kính thưa quý vị, đây là chương trình hội luận của tổ hợp y tế Family Choice, một mạng lưới y tế Việt Nam vững bền nhất, lớn mạnh nhất trong quận Cam, thành lập từ năm 1995 đến nay đã hơn 25 năm. Và hiện nay tổ hợp y tế Family Choice đang phục vụ hơn 60.000 bệnh nhân ở trong quận Cam. Và muốn biết thêm chi tiết về tổ hợp y tế Family Choice, xin quý vị vào trang nhà familychoice.com. Và qua familychoice.com, quý vị có thấy tất cả những danh sách các bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên môn, đồng thời những hợp đồng mà Family Choice có với những hãng bảo hiểm thương mại cũng như là của Captima. Và thưa quý vị, để liên lạc với chúng tôi, quý vị cũng có thể vào trang nhà này familychoice.com để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe, đến y tế, thuốc men quý vị đang dùng. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Derek Phan. Xin kính chào bác sĩ Derek Phan. Kính chào quý vị, kính chào bác sĩ Toán. Kính thưa quý vị, bác sĩ Derek Phan là một bác sĩ chuyên môn về bác sĩ nội thương tổng quát cũng như là bác sĩ gia đình. Và thưa quý vị, thì hôm nay thì cái đề tài nóng bỏng nhất vẫn là COVID-19. Và thưa bác sĩ Derek Phan, thì hôm nay mình cho update như là những cái cập nhật hóa về chi tiết về COVID-19. Thưa quý vị, thì thật ra những gì chúng tôi nói hôm nay đến ngày mai nó sẽ khác rồi. Con số nó sẽ có thể gấp đôi. Để theo dự trù của cơ quan y tế liên bang cũng như tiểu bang cũng như địa phương cho chúng ta thấy là những con số mỗi ngày nó mới tăng trưởng, nó tăng rất là nhanh. Mà cái điều nguy hiểm hôm nay thưa bác sĩ Derek Phan, thì tới ngày hôm nay mình nói chuyện ngay bây giờ thì con số nó như thế nào, về nhất là trong quận Cam trước, rồi nếu có thể nói LA hoặc là trong tiểu bang California. Hiện tại bây giờ đang ở quận Cam, ngày tháng 4 ngày 1 tháng 4 năm 2020 thì tổng cộng có 606 người, khoảng chừng 600 người bị diagnose bệnh COVID. Cái này là bệnh nhân đã thử nghiệm rồi, nó cho cái swab, nó làm cái real time PCR, nó biết có con vi trùng này ở trong cổ họng hay là trong nước miếng hay là trong lỗ mũi. Thì tổng cộng là 600 người bị bệnh và 10 người chết. Và chỉ hôm nay thôi ấy, nó lên nhiệt rất là mau, nên là 107 người bị reported today, có nghĩa là thí nghiệm rồi, cái nó trở lại cái result, cái kết quả cái thí nghiệm trở lại là positive, là hôm nay 107 người bị, rồi hôm nay có 3 người chết. Mà cái quan trọng á là mấy cái người trong miền thương. Chính phủ muốn quý vị ở nhà là tại vì nhà thương, nếu mà ai cũng bị bệnh một lúc hết, nhà thương sẽ không có đủ giường, và nếu mà bị bệnh nặng không có đủ mấy cái máy ventilator để cho ngay vô phổi để nó bơm oxy vô phổi cho bệnh nhân nào bị nặng, thì bởi vậy mới cần quý vị ở nhà để không có lây, để không có bị bệnh này, để từ từ, nếu mà người ta bị từ từ á, thì ít nhất cũng có đủ giường, cũng có đủ bác sĩ, cũng có đủ y tá, cũng có đủ mấy cái máy ventilator để xài. Thì hiện tại bây giờ đang có 67 người đang ở trong nhà thương, và trong 67 người đó 31 người đang ở trong ICU, là cái ICU là ở trong nhà thương á, là ICU là cái phòng cho mấy cái bệnh nhân nào bị bệnh nặng nhất, cần mấy cái ventilator hay là cần mấy cái thuốc để cho cái cho áp huyết nó tăng lên, để áp huyết nó không có bị thấp. Vâng, thưa quý vị, thì như chúng tôi vừa mới nói đó, là cái số người mà thử nghiệm mà positive đó, là dương tính, có nghĩa là người này có bị nhiễm con COVID-19 rồi. Cái số đó quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là cái số tử vong. Tại vì số tử vong rất là quan trọng. Tại vì nếu mà mình ví dụ bây giờ đại khái trong quận Cam bây giờ có hơn 10 người rồi, nhưng mà có thể ngày mai, ngày mốt nó lên 20, 30. Đó là cái chuyện tử vong là quan trọng. Đó là cái số mà chúng tôi để ý. Cái số 2, thứ hai nữa là bao nhiêu người đang nằm trong intensive care unit, là nằm trong cái phòng cấp cứu, mà phòng là trị bệnh cấp tính đó. Intensive care unit là những người này đó potentially có thể sẽ phải nằm respirator. Mà bây giờ nó có số 31 rồi phải không? Trong quận Cam mà 31 người đang nằm phòng cấp cứu mà có thể cần respirator. Mà nếu mình không vẫn ở nhà, mình không kỹ đó, con số nó gấp đôi. Thì cái quan trọng của chính phủ địa phương cũng như là chính phủ trung ương bao giờ cũng ưu tư vào chúng ta có đủ máy thở không. Nếu bây giờ chẳng hạn bây giờ có 31 người đang cần respirator thì họ phải coi chúng nhà thương, bao nhiêu nhà thương, không phải nhà thương nào cũng có máy thở đâu nha, không phải nhà thương nào cũng ventilator. Có những đôi nhà thương ở địa phương xa xôi nó chỉ có 1-2 cái máy thôi trong khi ta số những cái nhà thương khác
Ví dụ như intensive care unit cũng vậy, một nhà thương nó chỉ có 10 15 giường thôi, chứ không phải là intensive care unit nó có hơn 10 20 giường. Thành ra chính phủ luôn luôn phải kiểm kê lại cho trong địa phương của mình có bao nhiêu cái máy thở sẵn sàng, và đồng thời hy vọng quý vị ở nhà đừng có đi ra ngoài để mà khỏi lây. Để cái số người, tại vì cái bệnh nguy hiểm, cái bệnh COVID-19 là cái gì? Là nó làm cho người ta khó thở, người ta phải nhập viện. Dạ, thì cái này nó khác bệnh cúm hay là bệnh sưng phổi thường, tại vì cái bệnh COVID này nó làm sưng nguyên cái phổi hết. Thường thường mấy cái bệnh cúm sưng phổi bacterial pneumonia thì nó bị chỉ sưng một chỗ cái phổi thôi. Rồi mấy cái phổi, mấy cái chỗ kia vẫn còn oxy, nó vẫn vô được, rồi cái máu nó vẫn thông. Nhưng mà cái bệnh COVID này nó làm sưng nguyên cái phổi hết, từ hai bên. Hai bên hết. Thì mấy người bệnh nhân này bị bệnh nặng á, thì sẽ bị khó thở, hay là hypoxemia, có nghĩa là thiếu oxy ở trong máu, đo trong máu thì nó thiếu oxy. Thì mấy cái này cần vô nhà thương. Thì bây giờ là cũng kể như là gần hết mùa cúm rồi, hết mùa cúm rồi. Thì bây giờ bệnh nhân nào có ho, nóng sốt, khó thở, kể như là chắc là bị cái bệnh COVID, khỏi cần thử, tại vì nó thiệt ra đang thiếu thí nghiệm, không có đủ thí nghiệm. Thì bây giờ chỉ có hai cách. Một là nếu mà bị không có bị nặng lắm, chỉ bị nóng sốt, ho thôi, không có bị khó thở, không có bị ói mửa, hay là ăn uống vẫn bình thường, không có bị ói mửa đến nỗi mà không uống gì được hết, thì có thể ở nhà, ở trong phòng 14 ngày, đừng đi đâu hết. Cho gia đình mang đồ ăn lên để ngoài phòng, rồi mình ăn xong rồi mình để ngoài phòng, rồi gia đình đến mang chén đĩa đi rồi rửa. Thì trong ngày 14 ngày, thì sau khi 14 ngày thường thường không có lây nữa thì có thể ra để tiếp xúc bình thường. Còn nếu mà bắt đầu bị triệu chứng nặng, có nghĩa là khó thở, là thường thường thiếu oxy, tại vì nó sưng hết nguyên hai bên phổi, thiếu oxy, bắt đầu khó thở, hoặc là bị ói mửa, ăn uống không được, uống thuốc, uống nước không được, dễ bị dehydrated, là thiếu nước, hoặc là bị confusion, cái thứ ba là confusion, mê mang, không biết gì hết, bị rối loạn á. Mấy cái đó là triệu chứng nặng thì cần vô nhà thương. Vâng, thưa quý vị, thì tiếp lời bác sĩ David Phan thì tôi nhấn mạnh ở đây, thử bây giờ thì đang thiếu thuốc thử, không thể nào thử tất cả mọi người được. Nếu quý vị muốn thử thì quý vị phải liên lạc với bác sĩ gia đình của quý vị. Mà liên bác sĩ gia đình của quý vị thì theo nguyên tắc tất cả những bác sĩ gia đình ở trong tổ hợp y tế Family Choice phải mở đường dây cho quý vị gọi vào bất cứ lúc nào, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Đó là cái nguyên tắc. Nếu mà quý vị trong trường hợp không có liên lạc với bác sĩ gia đình của quý vị thì tổ hợp y tế Family Choice có một cái gọi là hotline, COVID hotline. Số hotline là 800-314-0407. Số 800-314-0407. Thì qua cái số điện thoại này thì chúng tôi sẽ liên lạc. Chúng tôi số 1 giải đáp tất cả những thắc mắc quý vị về COVID-19. Số 2 có thể hướng dẫn quý vị đến những cái cơ quan y tế địa phương để lo về cái vấn đề sức khỏe của quý vị. Tôi mới nhắc lại, tất cả bác sĩ gia đình trong tổ hợp y tế Family Choice phải mở cửa, phải mở đường dây. Tôi biết là cái vấn đề không tụ tập được, quý vị sợ đến văn phòng bác sĩ, tại ngồi trong văn phòng chờ bác sĩ có thể lây bệnh. Vì vậy quý vị gọi vào. Trừ trường hợp như trong trường hợp của chúng tôi, tất cả mọi người nếu quý vị muốn gặp bác sĩ vẫn được, gọi vào xin lỗi hẹn, chúng tôi sẽ cách ly quý vị. Chẳng hạn trong phòng đợi không khi nào chúng tôi có hơn 1-2 người. Và đồng thời nếu mà cần đợi thì đợi hay nhất ở trong xe, rồi chúng gọi vô. Rồi hoặc là nếu người nào ho chúng tôi cách ly, chúng tôi mang mask và cho ngồi phòng khám bệnh và cách ly. Thì nó tóm lại bác sĩ gia đình phải ở trong giai đoạn khẩn cấp này thì tất cả bác sĩ gia đình phải mở đường dây 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Nó gọi là COVID crisis đó, thì cái đó là cái chỉ thị của cơ quan y tế địa phương cũng như Captima. Và đồng thời tôi nhắc lại cái số mà 800 gọi là COVID hotline của Family Choice, thì tất cả quý vị nào cũng được hết. Quý vị nào có thắc mắc xin gọi vào số 800-314-0407 thì chúng tôi sẵn sàng, có những nhân viên y tế, y tá sẵn sàng đáp ứng cái nhu cầu của quý vị và đồng thời hướng dẫn quý vị nếu bác sĩ gia đình của quý vị không trả lời quý vị. Và đồng thời quý vị có thể cho chúng tôi biết bác sĩ gia đình của quý vị là ai để chúng tôi liên lạc bác sĩ gia đình của quý vị để khuyến khích họ trả lời của bệnh nhân trong lúc khó khăn này. Và thưa quý vị, thì một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự tham dự của bác sĩ David Phan ngày hôm nay. Tại tôi biết lúc này là lúc khó khăn, không ai muốn đi ra ngoài đường hết. Nhưng mà tôi bác sĩ David Phan không có mang mask, nhưng trên nguyên tắc là phải mang mask, là tại vì dù muốn thì không, chúng tôi cách ly hơn một sải tay. Thì cái đây là vấn quan trọng, quý vị phải nhớ là
không những mình lo cho chính mình mà mình lo cho thân nhân của mình và những người xung quanh của mình nữa. Thì kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào buổi phát hình kế tới. Cảm ơn bác sĩ David Reichman.